dân đã tụ tập đông người và kéo xuống đường gây ách tắc giao thông và có những cái hành động quá khích làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Qua đây thì chúng ta thấy những cái việc mà Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường này, nó đã lan tỏa ra ngoài xã hội. Chỉ đáng tiếc là vấn đề đó bản chất đã làm cho nhân dân không hiểu đúng bản chất của sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu lầm vấn đề nên đã có những cái hành động quá khích, và cũng không loại trừ là cái lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong cái việc này để gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội. Và như chúng ta theo dõi trên đài báo, rất nhiều người dân người ta phản ứng trước những cái hành động đó. Do đó qua đây Quốc hội kêu gọi đồng bào nhân dân cả nước hãy bình tĩnh và tin tưởng vào những cái sự quyết định của Đảng, Nhà nước, và đặc biệt là những cái dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận, là luôn luôn lắng nghe ý kiến của người dân. Và tất cả những cái ý kiến đóng góp, tôi bản thân tôi cũng nhận được một thư của đại biểu Quốc hội rất là tâm huyết, rất có trách nhiệm. Tôi cho là chúng ta có nhiều hình thức, và trong cái hành động, trong cái phát ngôn của chúng ta, đừng tạo ra thêm bất kỳ một cái sự ngộ nhận hiểu lầm nào nữa. Và một cái sự ngộ nhận đó mà nó lan ra ngoài xã hội, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình của đất nước, chứ không phải là chúng ta nói để rồi cho qua thôi. Thì rất mong trong cái phiên họp sáng nay, lẽ ra chúng ta cũng không sẽ bàn những cái việc để rồi theo cái chương trình của chúng ta, nhưng chúng ta phải dừng lại để tiếp tục lấy ngay ý kiến nhân dân, và cũng xin báo cáo Quốc hội để chúng ta thấy được cái trách nhiệm của Quốc hội, trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội và trách nhiệm của cử tri khi mà bàn bạc và nhận xét về những cái vấn đề mà Quốc hội đang bàn, đang làm luật. Xin cảm ơn Quốc hội.